Trái với sự ảm đạm của thị trường xe máy mới, sức tiêu thụ xe máy cũ thời gian gần đây lại sôi động hơn nhờ những ưu điểm riêng biệt. Tại thị trường Thanh Hóa, hoạt động kinh doanh buôn bán xe máy cũ đang thu hút khách hàng, số lượng tiêu thụ ngày càng tăng. Chỉ cần 10 triệu đồng, anh Nguyễn Công Chức ở huyện Nga Sơn đã có thể mua được một chiếc xe máy cũ trả góp Vision đời mới nhất. Số còn lại, anh được cửa hàng hỗ trợ vay trả góp hàng tháng. Thủ tục nhanh chóng thuận lợi, số tiền lại giảm gần chục triệu so với xe máy mới là những lý do để anh lựa chọn mua xe máy cũ. Tôi đã có nhu cầu muốn mua một chiếc xe máy cũ để đi làm và tôi đã lựa chọn cửa hàng xe máy cũ là vì ở đây có rất nhiều mẫu mã, nhiều dòng xe và từ chất lượng của xe thì nó cũng không khác gì trong hãng là mấy cả nên và nó còn phù hợp với kinh tế của tôi nữa. Còn cửa hàng xe máy cũ này, trung bình mỗi tháng bán được gần 100 xe cho khách hàng trong và ngoài tỉnh. Với nhiều dòng xe khác nhau, mẫu mã đa dạng cùng nhiều chương trình hỗ trợ hấp dẫn. Để mua một cái xe máy cũ cho con, với hai cái tiêu chí, một là xe đang tốt và hai nữa là giá cả phù hợp với gia đình. Và hơn nữa thì đến đây thì tôi cũng được tư vấn nhiều mặt, như là mình mua xe cũ nhưng vẫn có thể trả góp. Vậy nên là những cái phương thức thanh toán rất là hợp lý. Mặc dù năm nay ảnh hưởng về suy thoái kinh tế, nhưng mà với cửa hàng nhà tôi thì vẫn đảm bảo được cái lượng khách nhất định. Thứ nhất là từ chất lượng xe, thì chúng tôi lọc những cái chiếc xe rất là tốt. Thứ hai là có thể giảm thiểu được cái chi phí khấu hao so với xe mới. Thì khi mà xe mua về, chúng tôi sẽ bảo dưỡng và thậm chí là vẫn có bảo hành xe cho khách như các cái cửa hàng xe máy mới. Khảo sát giá cả thị trường cho thấy, giá xe máy cũ rẻ hơn so với xe máy mới cùng dòng từ 20-40% tùy loại và đời xe. Bên cạnh đó, khi mua xe máy cũ, khách hàng cũng được hưởng các chính sách ưu đãi hỗ trợ như xe máy mới nên đã kích cầu người tiêu dùng. Đáng chú ý, từ khi thông tư 24 của Bộ Công an có hiệu lực thi hành, dịch vụ hỗ trợ sang tên đổi chủ được thực hiện nhanh chóng ngay tại cơ sở kinh doanh xe máy cũ, giúp người dân yên tâm mua sắm. Không chỉ mua bán trực tiếp, các cửa hàng xe máy cũ còn linh hoạt, đa dạng kênh quảng bá, kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ. Trong năm 2024 này thì chúng tôi sẽ rất là nhiều cái chiến lược cũng như là sẽ đưa đến tay người tiêu dùng bằng tất cả các cái kênh thông tin cũng như là bên trang mạng TikTok hoặc là Facebook, Zalo hoặc là cho khách hàng trải nghiệm tất cả cái kênh TikTok đấy để phù hợp với cái thị trường hiện tại để chúng tôi có thể tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Thị trường xe máy cũ đang ngày càng nhộn nhịp và không khó để người tiêu dùng có thể tìm mua một chiếc xe máy cũ theo nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, người tiêu dùng cũng cần tìm hiểu trang bị kiến thức cho bản thân, lựa chọn những cơ sở kinh doanh xe cũ uy tín, có chế độ bảo hành tốt để mua được sản phẩm chất lượng.